Rồi Quang xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Dương TV nè. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại khu đô thị Phú Cường nha các bạn, đảo Phú Gia, nơi sắp sửa diễn ra cái đám cưới ở phía bên trong kia. Đấy, bạn đã thấy một cái khung cảnh là được chia sẻ rất là rầm rộ trên mạng xã hội mấy hôm nay ha. Đấy, mình vinh dự được đi xuống để tham dự cái lễ cưới này. Thì đây là đang là giờ đón khách nha, xe đi đang vào rất là đông. Và theo như mình được nắm thông tin được biết á, thì rất là nhiều người hôm nay sẽ đến đây nhưng mà sẽ bị chặn lại ở trên các bạn. Nó chặn lại phía trên đó đó. Thì người dân sẽ không bao giờ xuống được, chỉ có những người có cái thẻ quyền lực mới đi xuống được nha. Cái thẻ quyền lực đó chính là cái thiệp mời nha các bạn. Phải cầm cái thiệp mời mới đi xuống được. Đây, xe đang tiến vào rất là đông các bạn. Mình cũng vừa đậu xe lại thôi cho nên mình cũng sẽ đi xuống dưới. Và mình xin thông báo cho các bạn biết rằng cái chương trình pháo hoa không được diễn ra nha, như dự kiến nha các bạn. Và để biết như thế nào thì để mình đi xuống dưới đi, rồi mình quay cho các bạn xem cái vị trí bắn pháo hoa ở dưới cái ha. Bắn pháo hoa ở dưới đi rồi mình nói cho bạn nghe lý do vì sao mà không được diễn ra nha các bạn. Thì chắc có lẽ là khi mà các bạn xem cái thông tin này thì có lẽ là rất là nhiều người đã hụt hẫng nha các bạn, vì không nắm được thông tin sớm nên đi xuống và sau đó là nằm trái đắng để đi về. Thì để mình để địa chỉ xuống dưới rồi mình nói tiếp cho cả nhà mình nghe ha. Rồi đây các bạn, ở phía bên trong kia là cái khung cảnh khu vườn nhiệt đới Garden by the Bay của Singapore nha các bạn. Vì Singapore là nơi lần đầu hai người gặp nhau nha các bạn. Lần đầu hai người gặp nhau khi mà họ đang học thạc sĩ ở Singapore các bạn. Đấy, thì bên trong đó thì một lát nữa sẽ có chú MC Thanh Bạch dẫn chương trình nha các bạn. Đấy, một MC nghệ sĩ hài rất là nổi tiếng của Việt Nam mình. Đấy, chỗ đó là cái thác nước để chụp hình. Mọi người đang chụp hình chỗ đó rất là đông. Còn khoảng 30 phút nữa mới đi vào phía bên trong làm lễ đường các bạn. Làm lễ nha. Thì ngày này mình để mình chia sẻ cho bạn xem mà một tí nữa rồi mình mới đi vào trong. Rồi bạn thấy thì có rất nhiều ca sĩ về hát nữa các bạn, đó là ca sĩ Đức Phúc nè, ca sĩ Nguyễn Hưng nè, rồi ca sĩ nước ngoài nữa. Đây mình sẽ nói vấn đề chính. Đây các bạn thấy là sân cái cổng ngay ra đấy, ngay xuống dưới mé sông. Đây, để mình đi xịt xuống ngay xuống dưới mé biển ở nhà mé biển đấy, xịt dưới đó là một cây xà lan, có hai cái cây cần cẩu đậu hai đầu để neo giữ cái xà lan. Tối dưới ta đấy, sáng lên tí đó sáng rồi các bạn. Đấy các bạn thấy là cái xà lan đó chính là cái vị trí để bắn pháo hoa ha. Vị trí để bắn pháo hoa ngay chân giữa cái cổng vào luôn á các bạn, cổng vào. Thì do cái chỗ chú Phú Cường không có xin phép Bộ Quốc phòng để bắn cái pháo hoa cho nên là cái chương trình pháo hoa không bắn được các bạn. Chắc có lẽ là có nhiều người nói tại sao vào cỡ này có tầm cỡ ở cái Kiên Giang mà lại không xin được cái giấy phép để bắn pháo hoa. Thì mình xin nói là chắc có lẽ là do quên hay là chậm trễ cái gì đó. Nhưng mà để xin phép được cái bắn pháo hoa này á là cần phải xin trước hàng tháng nha các bạn, chứ không phải là đơn giản nói xin là xin đâu. Mà cái này á là phải xin từ trên Bộ Quốc phòng. Còn cái ban chỉ huy quân sự của tỉnh Kiên Giang á thì họ chỉ là đơn vị quản lý thôi các bạn. Đấy thì hồi trưa nay thì họ đã có xuống để kiểm tra rồi, không có giấy phép này kia trên chương trình pháo hoa bị bục dừng ha, cho nên là chương trình pháo hoa không diễn ra là vậy đó các bạn. Cái này là rất là đáng tiếc ha, tại vì chú Phú Cường chắc có lẽ là do sai sót cái gì đó cho nên là không xin được cái giấy phép, cho nên là sẽ không bắn được. Rồi cái vấn đề là mình muốn chia sẻ từ đầu đến bây giờ cho các bạn nghe về cái vấn đề không bắn pháo hoa. Vậy thì mọi người có đi ra xem thì uống nước xong thì về, chúc các nhà cả nhà mình đi đường bình an nha, vui vẻ. Rồi còn cái về bên trong cái lễ đường này thì các bạn yên tâm, cái lễ đường này được giữ lại. Chắc chắn một điều rằng Tết này các bạn sẽ được vào tham quan cái lễ đường này nha. Rồi xin chào các bạn nha, video cũng khá dài, thế nhưng tôi xin kết thúc nha. I just gotta get through, 'cause I feel like taking off, find a place with